TikToker Võ Thành Ý gây tranh cãi khi chê giá Booking, cộng đồng mạng lắc đầu ngao ngán. TikToker Võ Thành Ý sở hữu 12 triệu người theo dõi nhờ những đoạn clip biến hình đầu tư trên mạng xã hội. Với tính cách hài hước, hoạt ngôn nên mẹ cám Thành Ý được nhiều người biết đến. Mới đây, Võ Thành Ý bất ngờ nhận nhiều ý kiến trái chiều về chuyện nhận quảng cáo. Cụ thể, nam TikToker đã đăng tải dòng trạng thái bức xúc trên trang cá nhân Facebook vì bị trả giá rẻ khi các nhãn hàng Booking. Cụ thể, nam TikToker viết: "Kênh TikTok 12 triệu người theo dõi, đi trả giá quay 3-4 triệu một clip thì tốt nhất mình lấy 3-4 triệu đó về mua đồ nướng, ăn xong ngủ mơ giúp em." Bài đăng của Võ Thành Ý ngay lập tức đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Số đông cho rằng nam TikToker đang vướng vào vết xe đổ của bao TikToker khác vì ảo tưởng và ngáo quyền lực. Thế nhưng cũng có người đồng tình với Võ Thành Ý bởi nam TikToker đã có kinh nghiệm lâu năm làm việc trên các nền tảng mạng xã hội. Mẹ cám Thành Ý chấp nhận nhiều sự đánh đổi và đầu tư về mặt chất xám. Vì thế, anh có quyền đòi hỏi mức giá cao hơn. Hiện tại, Võ Thành Ý đã xóa bài đăng vì bài viết nhận về nhiều gạch đá của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TBChan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TBChan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!